thầy cô, dưới đây là bản giáo án đầy đủ cả năm của môn ngữ văn lớp 7, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bản giáo án này do thầy cô của kênh Giáo viên biên soạn. Như trên màn hình chúng ta có thể thấy giáo án của bài đầu tiên, bài 1 Bầu trời tuổi thơ, số tiết 16 tiết. Nội dung bài học của chúng ta sẽ có những phần như sau. Văn bản 1, bầy chim chìa vôi. Chúng ta cùng sẽ xem qua một số bài giáo án khác nữa. Bài 3, cội nguồn yêu thương, số tiết 13 tiết. Đọc văn bản và thực hành tiếng Việt. Văn bản 1, vừa nắm mắt vừa mở cửa sổ. Chúng ta cùng xem một số bản giáo án của học kỳ 2. Bài 6, bài học cuộc sống, số tiết 12 tiết.
đọc văn bản và thực hành tiếng Việt. Văn bản 1, đẽo cày giữa đường. Chúng ta cùng xem một bài nữa trong chương trình của học kỳ 2. Bài 7, Thế giới viễn tưởng. Số tiết 12 tiết, đọc văn bản và thực hành tiếng Việt. Văn bản 1, cuộc chạm trán trên đại dương. Thầy cô lưu ý rằng giáo án khi tải về là giáo án bản quốc. Thầy cô có thể dễ dàng chỉnh sửa tùy thuộc theo chương trình của địa phương mình. Và để soạn được giáo án này, nhóm giáo viên mất khá nhiều thời gian và công sức. Do vậy, giáo án có mất phí. Ngoài ra, chúng tôi có đầy đủ giáo án các môn của bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo và Cánh diều. Nếu quý thầy cô quan tâm, vui lòng liên hệ theo số Zalo trên màn hình hoặc truy cập vào website kênh giáo viên.com.